Hi, xin kính chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn Và hôm nay như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị Những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin được phép đọc tên ba bạn comment được nhiều người yêu thích nhất. Một là Ngọc Trần, hai là Ngân Lê và thứ ba là Minh Hoàng. Còn ba bạn comment sớm nhất trong tập 197 chính là Phương Hiền, Phương Phương và Đồng Huy Phạm. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là Nguyễn Nguyễn chấm vlog 2512 a.gmail.com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua pass hoặc là qua facebook cá nhân Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như ở trong phần comment Và các bạn đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay Câu chuyện lớn đầu tiên của một bạn tên là Sung bạn Su đã từng gửi cho Nguyễn Nguyễn một vài những cái câu chuyện mà mình đã từng kể từ rất là lâu rồi Và sau này thì bạn có gửi thêm khoảng tầm 2-3 câu chuyện nữa Và cái sự kiện đầu tiên Xảy ra vào năm 2007 Lúc đó thì bạn cùng với lại một cái người chị có thuê một cái cô giáo Cô giáo này gọi là cô thôi Nhưng mà tuổi đời cũng chỉ lớn hơn tầm có khoảng độ 5-6 tuổi Dạng sinh viên mới ra trường ở các bạn Và chị gái này tên là chị Xuân ha Và chị dạy tiếng Hoa bạn Xu với lại chị của bạn Xu á Mời chị Xuân này về nhà để học thêm Với ý định là khi mà hai chị em hoàn thành xong Thì sẽ thi cái bằng để mà lấy cái chứng chỉ à, Thí dụ như tiếng Anh nó có chứng chỉ tư ít hoặc là IELTS á Thì ở bên kia họ có một chứng chỉ gọi là HSK Sơ lược về cái chị Xuân này chút xíu ha Năm 2007 đó Thì chị vừa mới tốt nghiệp khoa tiếng Hoa của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn và học rất là giỏi luôn Cho nên là vừa mới ra trường cái là đã được một cái công ty Đài Loan ở dưới Biên Hòa Nhận vào làm thông dịch viên kim luôn cái chức vụ là thư ký Lúc đầu học thì cũng bình thường lắm các bạn Nhưng mà khoảng 2-3 tháng sau á Trong lúc rảnh thì cái chị Xuân này nè Ngồi nói chuyện tại ba người con gái mà dễ nói chuyện lắm Thì chị Xuân chỉ mới kể một cái câu chuyện xảy ra ở trong cái chỗ làm mà khiến tất cả mọi người ở trong đó, đó Ai cũng hoang mang hết trơn trong công ty của chị Xuân này nè là một cái công ty may mặc của Đài Loan rất là lớn ha các bạn và họ có tới khoảng là hàng trăm công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm thì trong số những cái người công nhân đó có một cái bạn này tên là bạn Hoa bạn Hoa này cũng còn trẻ và nhỏ tuổi lắm và năm đó thì Hoa cùng với một cái người bạn nữa tên là Thủy hai em thì quê ở đắk lắc ha thuộc vùng sâu vùng xa nói chung là nhà nghèo khó lắm đang học giữa trường thì nghỉ để mà lên thành phố kiếm tiền phụ giúp cho gia đình may mắn một cái là cả hai em này đều được nhận hết mặc dù thời điểm đó nếu mà xét về quy định của pháp luật á là cả hai em đều chưa có đủ tuổi và trước khi cái thảm kịch ngày hôm đó xảy ra thì có một cái sự vụ như sau sau hai năm làm ở ngay chỗ công ty rồi Hoa với lại Thủy đó có được sắp xếp ở trong một cái căn nhà, một cái khu nhà trọ ở kế bên công ty luôn nha và công ty có hỗ trợ tiền để mà thuê ở. Thì có một cái ngày hôm đó tự nhiên á, Hoa nói với lại Thủy là Ê Thủy ơi, tự nhiên hôm nay tao mệt quá à. tao muốn xin nghỉ ngày thôi mày đi làm mình đi nha. Thì lúc đó Thủy cũng tưởng là bạn của mình mệt thôi cho nên là cũng không có nghĩ cái chuyện gì hết trơn hết và cả một cái ngày hôm đó hoa nằm ở nhà nhưng nhiều câu chuyện lạ lùng xảy ra nó giống như là một cái điềm báo trước đang nằm ở nhà bình thường vậy đó tự nhiên cái hoa nghe một cái cuộc điện thoại người gọi tới là một cái người đã từng mượn nợ của hoa nhưng mấy hôm trước hoa gọi hoa đòi hoài nhưng mà người ta không chịu trả tự nhiên cái hôm nay gọi lại kêu á là hoa mày có ở bên phòng trọ không tao qua tao trả tiền cho mày nè và không chỉ riêng người đó đâu nha các bạn cả một ngày luôn lần lượt năm sáu bảy người những cái người đã từng mượn tiền của hoa tới trả lại cho bạn không thiếu một đồng nào mặc dù trước đó bạn gọi bạn đòi á phân nửa thì họ khất phân nửa thì họ không nghe máy luôn và có thêm một cái chi tiết nữa trong sớm đó có một cái bà gọi là bà bảy bà này dạng như là chủ hội về các bạn bà có cho hoa chơi hội chung thì cái bữa đó tự nhiên bà đem tiền tới bà đưa và bà, bà xóa luôn cái số nợ cũ nha giống như là dạng đóng hội chết gì đó không biết làm sao nữa thì bà tới bà kêu là thôi mày không cần phải đóng hội chết nữa đâu nhưng mà từ rầy về sau mày không có được chơi hội nữa nghe chưa tao không cho mày chơi tiếp đâu và khi mà nói dứt câu thì bà bỏ đi luôn các bạn và Hoa cảm thấy rất là lạ Không biết tự nhiên mình vẫn đang đóng hội chết bình thường mà sao tự nhiên bà tới bà đưa tiền cho mình Xong rồi bà không cho mình chơi, bà không, không cũng 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 kêu là mình đừng đóng tiền nữa là làm sao Cho nên là buổi tối đó đó, khi mà Thủy đi làm về thì Hoa có kể cho Thủy nghe Thì Thủy cũng chỉ cười xong rồi kêu là chắc là người ta có tiền người ta đem tới người ta trả mày thôi chứ có gì đâu Bây giờ mày đòi người ta không trả mày cũng nói, bây giờ người ta trả cho mày á thì mày cũng nói còn bà Bảy chơi hụi á, thì chắc là bà sắp về quê luôn rồi Cho nên là bà mới kêu mạng vậy Hoặc là bà có trúng số hay bà trúng thầu trúng đệ gì đó rồi Kệ bà đi Nếu mà không phải đóng hụi chớp mà còn nhận được tiền thì tốt chứ sao và thêm một cái phần nữa là vốn dĩ gia cảnh như Nguyễn vừa kể lúc đầu á, là hai người này rất là khó khăn cho nên nghĩ đâu là chắc ơn trên ban cho mình một cái lọc để ăn vậy thôi. Sau khi mà nghe bạn của mình trấn an xong á mọi chuyện thì cũng sau đó cũng rất là bình thường và hoa cũng không có thắc mắc luôn hoa mới kêu là thôi ừ nếu vậy thì mà ở nhà mày nấu cơm giùm tao đi giờ tao đi cắt tóc cái nha cái bạn hoa này nè bạn có một mái tóc rất là dài đen tuyền và cực kỳ xuống mượt tóc nó dài qua hơn tức là qua mông một chút xíu luôn nha các bạn và mặc dù hôm đó nói là đi cắt tóc nhưng thật ra không bao giờ cắt ngắn đâu chỉ gần tỉa cho nó gọn gàng gọn gàng xíu vậy thôi và khi mà cắt tóc xong bạn mới quay trở lại phòng trọ lúc đó tầm khoảng 8 giờ thì tự nhiên á bạn Thủy đang nấu cơm quay qua thấy Hoa đang lấy hết tất cả những cái đồ đạc trong tủ ra và xếp rất là gọn vào trong ba lô mà cái việc này hồi trước giờ chưa bao giờ làm luôn á giống như dạng đi công nhân kiểu đi làm về mệt thì cũng nằm ngủ nằm nghỉ vậy thôi chứ đâu có rảnh tự nhiên lôi hết tất cả đồ đạc ở trên xào ở trong tủ lôi ra để mà xếp để làm cái gì mà xếp rất là ngay ngắn nha Chính Thủy kể lại cho cái chị Xuân nghe đó Tại vì bạn chứng kiến mà Thủy thấy á, là ngồi gấp gọn từng cái áo Từng cái quần để vào trong ba lô Xếp hết vào trong luôn Giống như là Hoa chuẩn bị đi về quê hàng sao đó Mặc dù như vậy Lúc mà nhìn thì thôi chắc Thủy cũng thấy lạ lạ thôi Chứ cũng không có nghĩ là cái chuyện gì Thì tự nhiên nghe thấy Hoa la lên cái là Trời ơi Tao tìm thấy được cái giấy chứng minh nhân dân của tao rồi nè tao tưởng bị mất rồi đó Tao chưa kịp đi khai báo Giờ tìm lại được Nó nằm ngay dưới gầm bảng phòng trọ này mày Thời điểm đó thì Hoa bị mất cái giấy chứng minh nhân dân cũng hơn tuần lễ rồi Kiếm hoài kiếm không được Mà ngay cái khoảnh khắc đó tự nhiên lại tìm thấy ở dưới cái gầm Dưới cái ngay 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 chỗ cái bàn của cái phòng trọ đó Thì tất nhiên là bạn cũng rất là vui rồi Bạn mới lấy cái chứng minh bạn bỏ ngược lại vào trong bếp Và sau cùng ăn uống rồi thì cả hai cũng tắt đèn để mà đi ngủ và tưởng đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra cho tới ngày hôm sau. Cả hai đi làm như bình thường, công ty vẫn hoạt động rất là bình thường. Đang cậm cụi làm thì tất cả mọi người nghe thấy có một cái tiếng hét. Một cái tiếng hét thất thanh luôn và sau đó kéo thêm mấy cái tiếng hét nữa các bạn. Nó vang từ cái khu cuối xưởng ngay chỗ cái máy dịch sợi đó. Chị Xuân lúc đó nghe thấy cái âm thanh như vậy thì chị cũng chạy theo để mà chị coi. Không biết là có cái chuyện gì xảy ra Nhưng mà thấy ngay chỗ cái khu máy dệt sợi đó các bạn Người ta bu đen, bu đỏ Bu giáp vọng bên ngoài mà chị Xuân chỉ đứng xa lắm Chị cố gắng chị chen vào trong để chị coi Thì chị thấy có mấy người đứng ngay chỗ đầu các bạn Té xỉu mà ói mũa liên tục luôn Và ngay khi mà chị chạy vào trong Lập tức là chị Xuân đứng hình luôn các bạn Do chị thấy nha tất cả mọi người đang bu đen bu đỏ quanh sát của một cái công nhân nữ nằm gục chết ở trên cái sàn cạnh ngay bên cái máy dệt sợi mà cái điều thương tâm chị xuân chỉ kể lại đó các bạn là cái da đầu của người này nè bị lột ra một mảng rất là lớn gần như là thấy được cả xương sọ ở bên trong luôn cái máy dệt sợi này á lập tức đã được tắt liền và cho ngưng hoạt động. Cả khu vực ngay lập tức bị phong tỏa và chờ các sếp của công ty cùng cảnh sát tới để mà khám nghiệm và nhận dạng. Và như Nguyễn Mửa kể xong đó, cái máy á, nó kéo không sao mà hả nó bực sạch cái da đầu ra luôn cho nên là bây giờ không có nhìn thấy được cái mặt mũi là như thế nào hết. Thì mọi người cũng bàn tán dữ dội lắm mà chị Xuân thời điểm đó chị cũng chưa có biết là ai. Và một hồi sau thì nghe mọi người nói á, cái người đang nằm ở chỗ đó chính là con bé Hoa. Và khi mà khám nghiệm tử thi xong xuôi hết trơn rồi, cảnh sát họ xác nhận á, là bé Hoa, bạn Hoa này nè, bạn chết do tai nạn lao động và nghe kể là là ngày hôm đó. Bạn được phân bổ làm việc ở cái khu máy giờ sợi mà do là cái mái tóc của bạn quá là dài đi. Đi không có cột gọn gàng lên được cho nên cái lúc làm việc á, vô tình đứng gần cái máy sợi thì tóc bị cuốn vào trong, và làm cho bạn chết ngay tại chỗ luôn chứng kiến cái chết của hoa còn có cả thủy nữa các bạn thủy thấy và ngất xỉu ngay tại chỗ và chính thủy kể lại cho chị xuân những cái câu chuyện kỳ lạ mà hoa đã từng ứng xử đã từng gặp trước khi mất một ngày từ việc mà bạn được trả tiền đầy đủ cho tới việc mà bạn chỉnh chu sắp xếp quần áo tìm lại cái giấy chứng minh nhân dân giống như đây là cái thủ tục để mà đưa xác của bạn về quê khỏi phải nói là khi mà nhận tin mà con gái của mình bị như vậy thì ba mẹ của Xuân đau xin lỗi ba mẹ của Hoa đau lòng một cách kinh khủng luôn nhưng mà lúc đó gia đình nghèo quá các bạn nghe tin con mất mà không có cách nào để mà đưa xác về mai táng được tại các bạn cũng biết ví dụ mình đi du lịch máy bay hoặc đi xe này kia thì giá thì nó cũng rất là rẻ đúng không nhưng mà khi mà vận chuyển xác thì giá nó bị đội lên rất là nhiều nên lúc đó đó thấy cái tình hình như vậy và với cái chính sách dạng như nhân đạo mà người ta cũng thương bản hoa này nên là công ty có hỗ trợ cho một cái hòm nè sau đó là thuê cái máy bay để mà chở linh cũ củ của bạn hoa về đắk lắc đi chung về viếng thì có hai người sếp người đài loan và cả chị xuân này cũng theo cùng ha và chị xuân kể lại đó khi mà tới nơi nhìn cái căn nhà thương lắm các bạn đường vào thì là cái đường đất đỏ cái căn nhà là nhà lá đó. chỉ vừa đủ để cái hòm còn lại mọi người đều phải dựng bạc để ngồi ngoài hiên hết thì các bạn tưởng tượng là cái nhà nó nhỏ xíu như thế nào rồi thương tâm một cái là cái lúc đưa về thì trời mưa nó lớt vớt lạnh lắm ở trên núi mà chị xuân chị nhìn thấy là có một cái dĩa trái cây ba mẹ không biết là mua sẵn hay là lụm ở đâu nhưng mà nhìn mấy cái trái xoài á nó lủng lỗ xong rồi trái táo thì lõm chà lõm chởm dạng như là cố gắng làm sao để mà có được một cái dĩa trái cây để đón linh cũ đón cái linh hồn của đứa con gái của mình về và nhìn thấy cảnh tượng đó thì không ai kìm được nước mắt hết trơn á, đã nghèo còn mắc cái eo mà cái oan nghiệt rất là lớn như vậy. Và hoa thì có một cái người em nữa ha, hồi đó giờ lúc còn sống thì thương em lắm, quyết định là nghỉ học để mà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình để mà lo cho em của mình được cái con chữ tới nơi tới chốn á, thằng bé thì nó nhỏ quá các bạn nó cũng không có định hình được rõ ràng là như nào hết trơn á Nó cứ ngồi thẫn thờ ngay trước nhà và có lúc buổi chiều khi mà đưa xác của chị nó về Lúc đó chị Xuân nhìn thấy thì chị buồn và chị thương lắm Cho nên là ngoài tiền lễ, tiền phúng điếu của công ty thì chị có biếu riêng cho gia đình 3 triệu đồng Để mà trang trải cuộc sống và cũng như để lo cho thằng em, thằng cu, em của Hoa đi học á và mọi người ở lại một đêm qua hôm sau thì ra về và lúc xe chở mọi người chạy dần dần xa xa hơn không biết vì cái lý do gì mà chị Xuân này tự nhiên chỉ lại quay đầu để chỉ nhìn lại căn nhà của Hoa lần cuối. Trong cái lúc chập choạng đó các bạn, chính mắt chị thấy nha. Là thằng nhóc em của Hoa nhìn theo cái xe đưa tay vẫy 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 như vậy này Giống như để chào tạm biệt và cái vẻ mặt của nó rất là vui mừng luôn. Nhưng bên cạnh thằng nhóc á, chính mắt chị Xuân còn nhìn rõ ràng có một cái bóng Không có nhìn rõ mặt mũi như thế nào nha các bạn Chỉ biết là cái bóng của con gái và cái mái tóc của người đó rất là dài Cũng đưa tay lên để vẫy chào tạm biệt cái xe của chị Xuân Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên qua đến sự kiện thứ hai Như Nguyễn đã nói lúc đầu video Ngày xưa bạn Xu đã gửi cho Nguyễn hai cái câu chuyện có liên quan tới cái chết của ba bạn rồi nhưng mà thời điểm đó thì bạn chưa có biết được ngọn ngành như thế nào đâu. Và mãi về sau này nè thì bạn mới hay được một cái câu chuyện á liên quan tới cái chết của ba bạn nó giống như là một cái điểm báo trước nhưng mà đã bị người ta giấu nhẹm. Để mà tỏ tường hơn thì phải kể về cái chết của ông nội bạn trước. Ông nội của bạn là người Hoa, Trung Quốc chính gốc luôn nha và ông không hề biết đọc tiếng Việt đâu chỉ nghe hiểu và nói được vài câu đơn giản thôi, cho nên là bạn cũng không có tiếp xúc với ông nhiều và một phần quan trọng đó, là bạn với lại gia đình nội không có thân nhau. Bạn ở quận Phú nhuận còn gia đình bên nội là ở nhà bên quận 11 lần và ông nội khi mà còn sống là một người có sức khỏe rất là tốt, đầu óc cực kỳ minh mẫn nhưng mà khi già thì ông bị bệnh lao phổi. Mặc dù vậy nhưng cũng sống thọ lắm nha các bạn. Tới năm 93 tuổi thì ông mới mất một phần do bệnh trở nặng và phần á, thì do cái thuốc điều trị bệnh lao nó hành và lúc mà ông mất thì mấy bà cô ở bên nội lúc đó có đi coi thầy do là người hoa thì các bạn cũng biết rất là cẩn trọng những cái chuyện tâm linh giờ giấc động thổ cúng kiến hạ nguyện như thế nào và do là gia đình không có quan hệ tốt với bên nội á nói rõ ra thì những cái người bên đó là người cực kỳ xấu tính luôn kiểu là nó vị kỷ tức là ích kỷ xong rồi lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà sẵn sàng không từ bất kể một cái thủ đoạn nào hết thì khi mà đi coi thầy á ông thầy ông mới nói cụ thể là ông nội của bạn xu này mất vào cái giờ cực kỳ là xấu luôn cho nên là lúc làm đám tang phải tổ chức lớn nha kéo dài trong vòng một tuần lễ và cái xác phải để trong nhà đúng 7 ngày thì mới đem chôn hoặc là đem đi hỏa táng cái câu chuyện ông thầy ông nói về cái chết về cái giờ chôn cũng như là cái đám tang của ông nội thì bạn su nghe được trong cái lúc mà ngồi dự với làm đám cho ông á nghe mấy bà cô nói chuyện với lại ba mẹ của bạn ha nhưng còn một câu chuyện phía sau mà họ giấu biệt không có cho ba mẹ của su biết mãi sau này tới khi mà ba mẹ con của bạn á khoảng một hai năm gần đây nè cuộc sống bắt đầu là ổn định dần già hơn á thì mới được người ta kể lại quay trở lại cái hôm đám tang ha làm đúng như lời của ông thầy dặn, làm rất là lớn luôn. Kèn trống đánh in ổi mỗi ngày và người tới viếng nườm nượp nườm nượp nườm nượp. Chủ yếu là các bạn hàng, chủ cơ sở, những cái công ty lớn mà làm ăn với ba bạn xu á. Họ tới viếng rất là đông, tiền lễ phúng điếu rất là nhiều. Và nói thêm một xíu nữa là ba mẹ của ba của bạn Xu là có một cái công ty dạng như là sản xuất bao bì với đồ nhựa đồ đất. Cho nên là những cái mối quan hệ của ông với bên ngoài coi như rất là rộng. Và cái đám ma hôm đó cái giấy tiền vàng mã các bạn đốt không biết bao nhiêu mà kể hết. Có hai cái con hình nhân đúng như ông thầy ông dặn nha. Phải có hai con hình nhân bằng giấy. Một là nam, hai là nữ. Cái chiều cao của nó bạn kể là là phải bằng một cái đứa nhỏ 4-5 tuổi luôn đó. Và bên cạnh đó là phải đốt xuống thêm một cái biệt thự bằng giấy. Được bài trí rất là đầy đủ ở bên trong. Và tất cả những cái đồ lễ này phải kê sát cái hòm của ông nội. Và đám ma làm đúng 7 ngày. Từ ngày thứ hai cho tới ngày chủ nhật thì mới đem đi hỏa táng Và mọi người khỏi phải nói là ai nấy cũng đều rất là mệt mỏi Và ông nội của bạn lúc mà mất là cuối năm 2018 Thì vào năm 2019 chưa được năm đâu Mới tầm có khoảng 5-6 tháng vậy thôi Thì công ty của ba bạn Xu này ở trên Bình Dương bị vỡ nợ bắt buộc phải giải thể và ngân hàng lúc đó đó là xuống niêm phong tài sản xuống niêm phong đất nè niêm phong nhà xưởng và những cái mảnh đất này được đem đi đấu giá để mà thanh toán nợ nần và khi này các bạn các bà cô ông cậu bên nội lúc đó mới bắt đầu trở mặt nha mẹ của bạn xu này trong cái quá trình mà ba của bạn bị vỡ nợ thì có nghe người ta kể lại và cũng vô tình phát hiện ra đó ở bên nhà bên nội có một bà tên là bà c Bà này là em kế của ba bạn Xu luôn Lúc đó đó khi mà công ty của anh mình vừa mới vỡ nợ xong Thì bà đã làm một cái công ty khác luôn các bạn Bà mở hẳn một công ty y chang Sản xuất bao bì giấy nhựa Ở cung trên một con đường Với lại công ty cũ của ba bạn Xu Nó chỉ nằm đối diện cách công ty ba bạn Có vài cây số thôi Và bà này ngày xưa đó Trong cái lúc mà bà nghèo khó thì Anh em ruột nhau mà Đâu có ai mà tiếc cái gì đâu thì ba của bạn cũng nhận bả vào làm công ty làm cái công ty của ba đó thì bả nha rút rỉa tiền từ két sắt của công ty nè để mua nhà nè gian dối số liệu nè thành lập công ty riêng tức là sau này bả gom hết cái đóng vốn đó để bả làm một công ty riêng luôn và bả cũng mời những cái mối làm ăn từ công ty của ba bạn về công ty của bả còn những cái ông cậu bà cô khác thì mỗi người cũng có ăn chặn nè cũng có lấy tiền từ công ty của ba bạn tức là lấy một cục gì đó xong rồi chia nhau lấy vốn làm ăn riêng không biết là ba bạn kiểu bị cái số làm sao á mà mấy người anh em kia thay phiên nhau là bòn rút hết trơn coi như là kiểu ác ôn mà thất đức vô cùng và lúc biết ra thì giờ hết cách rồi có thể là trong cái lúc mà người ta bòn rút tiền thì ba bạn cũng có biết nhưng thôi anh em thì cũng giống như đấu đá người ngoài chứ đâu có ai về nhà mà kiểu xét nét từng ly từng tí với anh em đâu chi thì nghĩ thôi cho nó một chút xíu vậy nó cũng không đáng gì nhưng mà mẹ của bạn biết trễ rồi Thời điểm đó biết thì em đâu làm được gì nữa đâu Chỉ rất là giận, rất là căm phẫn Nhưng mà chồng mình thì giờ nó cũng vỡ nở Giờ tiến thoái lưỡng nan Đâu còn cách nào để mà giải quyết Nhưng mà có một cái điều may mắn như thế này nè các bạn Có thể nói là may mắn ở trong cái rủi ro nha Gia đình của bạn thì theo đạo công giáo bạn Theo đạo công giáo của mẹ bạn Lúc đó bạn thầm nghĩ Chắc là Chúa ở trên cao đã sắp xếp và che chở cho ba mẹ con được bình an vô sự mà vượt qua cái dòng bão. Nói về cái tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân của cô chú á, thật ra là ly hôn từ năm 2006 rồi các bạn. Và năm 2009 á, thì công ty của ba bạn mới vỡ nợ, lúc đó là nợ một cái số tiền rất là lớn từ ngân hàng và có mượn nợ của xã hội đen nữa. Có một đêm á, những cái người xã hội đen họ kéo tới nhà của bạn để mà đòi xong mày la ó đập phá mà họ chọi đồ đạc các kiểu luôn mẹ của bạn có xuống giải quyết nhưng mà họ không chịu nha kêu giờ đã ly hôn rồi cái câu chuyện sau này thì bà đâu biết bây giờ bà ở chung với lại hai đứa con nhưng mà người ta vẫn quyết đòi cho bạn được tại vì giờ ổng vỡ nợ rồi bấu được ai thì họ phải bấu thôi giống như kiểu cái nguyên tắc làm của những người đó là như vậy cho nên cuối cùng á cô này có mấy căng lên cổ kêu á Tôi không có trách nhiệm phải giải quyết cho mấy người Còn nếu muốn giải quyết á, thì bây giờ gọi công an xuống đây đi Thì nghe tới công an thì họ những cái người xã hội đen kia họ mới chịu rút đi Mặc dù là an toàn nhưng mà mẹ cũng rất là buồn ha Vì dù sao là cũng chồng mình ở không hợp thì thôi chia tay thôi Chứ cũng không có đến mức mà phải thù hằn ghét nhau hoặc là phải mong ổng biện sao hết Nói chung là cô buồn lắm các bạn nhưng mà thôi ngẫm đi ngẫm lại thì cũng là một cái chuyện may mắn tại vì dù sao bây giờ câu chuyện nó cũng đã xảy ra nếu mà bây giờ cô phải gánh thêm cái khoản nợ đó cho chồng mình thì lấy cái gì để mà nuôi hai cái đứa con cho nên thôi cô thầm mong là những cái câu chuyện những cái điều phước lành sẽ tới cho cái người chồng cũ của mình và lúc mà công ty vỡ nợ năm đó Ba của Su bay thẳng qua bên Úc để mà trốn Và cái hoàn cảnh lúc đó nó nghiệt ngã lắm Do là đâu có liên lạc được đâu các bạn Hai vợ chồng mấy năm trời rồi Không có một cái sợi dây kết nối nào hết trơn Cho đến một cái ngày nọ Buổi sáng hôm đó Phòng ngủ của bạn Su này là nằm ngay tầng thượng ha Bạn vừa mới mở mắt dậy thôi Tự nhiên bạn nghe thấy có một cái âm thanh gì đó lạ lạ Cái tiếng cạch, 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 cạch Giống như là có cái gì đó nó đang nhảy tưng 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 và lúc mà ngước mắt nhìn lên trên cái nóc tủ quần áo á thì bạn thấy có một cái con chim không biết từ đâu mà bay vào đậu ngay trên cái nóc tủ quần áo. Có một cái điểm lạ như thế này. Lúc đó là bữa trời sáng. Ngay cái bữa tối hôm trước khi mà đi ngủ, tất nhiên là mọi người phải khóa hết cửa nẻo lại cho nó an toàn á. Chắc chắn là không ai mở cửa trong căn phòng ngủ lúc đó, hoàn toàn là kính bốn bề. Vậy thì con chim đó từ đâu mà bay vào? xu thấy lạ rồi cho nên bạn chạy xuống bạn kêu mẹ của bạn lên thì lúc mà mẹ lên mẹ nhìn thấy đó thì lập tức là mặt của mẹ biến sắc liền luôn hai mẹ con lập tức là cầm cây chổi nha mở cửa ra xua đuổi con chim nhưng lúc đầu nó cứng lắm các bạn đập hoài đập kế bên cạnh con chim nhưng nó không chịu bay ra ngoài và mãi một hồi sau đó, khi mà vừa la hét vừa chọi đồ vừa cầm chổi quơ qua quơ lại quơ qua quơ lại đó, thì con chim nó mới bay thẳng ra ngoài đây chắc chắn là một cái điểm gì đó nó không tốt và quả nhiên đúng một tuần sau thì gia đình nhận tin là ba của bạn Xuân này qua đời rồi ông mất tại giường bệnh ở trong một cái bệnh viện ở bên úc ha nhưng mà khốn nạn một cái như vậy à? lúc ông mới nhập viện á thì ở bên úc có báo về cho bên nhà nội của Xuân có ba bà là bà C đó đó, bà H với lại bà N là ba người em gái của ba bạn Xuân lập tức bút vé máy bay để bay qua bên Úc nhưng không hề thông báo, không hề đã động gì cho nhà của Su biết hết. Mãi cho đến khi mà ba của bạn trút cái hơi thở cuối cùng tại giường bệnh rồi thì họ mới gọi điện về Việt Nam để mà thông báo cho gia đình của bạn hay. Nhưng chưa hết đâu nha. Làm tang lễ bên kia, đem xác đi thiêu và gửi cho cố của chú vào trong một cái ngôi chùa bên Úc. Và khi mà họ trở về Việt Nam á, là họ né tránh mặt của cô luôn các bạn Không hề liên lạc cũng không gặp mặt Mặc dù cho là mẹ của Su rất là muốn gặp để mà hỏi Coi là bên kia chồng cũ của mình bây giờ được gửi vào trong cái chùa nào Để nếu sau này có dịp thì sẽ bay qua bên kia để thăm Còn con gái hai đứa con gái thì cũng muốn thắp cho ba của mình nén ngang chứ Chứ sao tự nhiên mà né tránh mặt mũi vậy Dù sao là cũng cùng cái huyết thống mà và tìm đủ mọi cách luôn Cuối cùng á, cô phải vào tận nhà của ông nội để mà gặp và nói chuyện với bác dâu của bạn Su, tức là vợ của một cái chú ở bên đó, thì biết được ra một cái sự thật khủng khiếp như vậy nè. Lúc đó là ông nội mất vào năm 2008 nhưng Nguyễn cả đầu cái sự kiện thứ hai đúng không? Đi coi thầy đúng không? Thì ông thầy ông kêu á, là mất vào cái giờ rất là xấu nên là phải để tan 7 ngày. Nhưng, ông còn dặn một cái điều cực kỳ quan trọng như sau chính vì cái lý do giờ đó xấu vô cùng tận cho nên ngoài chuyện phải duy trì đám tang trong vòng 7 ngày, đủ đồ lễ, một hình nhân nam, một hình nhân nữ, một cái biệt thự, giấy tiền vàng mã. Thì ngoài ra, lúc mà chôn xuống đó, ngoại trừ cái hòm đựng xác của ông nội phải chôn thêm 7 cái hòm trống, 7 cái quan tài trống nữa các bạn, nếu không thì trong dòng họ nội sẽ có một người con chắc chắn là bị kéo theo Lúc đầu nghe thì sợ lắm nha Nhưng mà những cái người kia mới nhờ ông thầy ông tính ra dùm á Coi cái người con đó là người con nào Và khỏi phải nói các bạn cũng biết Tra theo danh sách ông thầy ông lập ông tính hết luôn Thì ông chỉ ra cái người mà chắc chắn bị kéo theo nếu như không chôn bảy cái quan tài đó Chính là ba của bạn Xu này Suy nghĩ đi suy nghĩ lại nha các bạn Những cái người có mặt trong cái buổi coi bói ngạm đó Không nói không có kể câu chuyện này ra cho ba mẹ nghe không có kể cho ba mẹ của Xuân nghe đâu tại vì nếu như mà ba của Xuân mất đây là chuyện tốt với gia đình của bên nội chứ không phải là chuyện xấu lý do vì sao như Nguyễn có kể cái bà C đó đó các bạn ngay khi mà anh trai của mình vừa mới chết luôn bà đã lập một cái công ty khác từ tiền bòn rút của công ty anh mình lôi hết đối tác làm ăn ngày xưa của công ty anh mình qua để mà làm với bà đứng trước cái cám dỗ mãnh lực của đồng tiền á chỉ khi anh của mình chết thì bà mới có cái cơ hội như vậy thôi chứ lúc mà anh bả còn sống á đối tác làm ăn của anh bả anh bả là người quá uy tín mà ba của bạn xu là một người làm ăn rất giỏi cực kỳ tốt và rất là uy tín luôn thì hỏi làm sao mà những cái người đang làm ăn với ba của bạn xu lại đi qua làm ăn với bả được chỉ khi mà ba của bạn xu chết mà thôi và không chỉ mình bà xê đâu tất cả những người còn lại anh chị em ruột của ba xu nha Đều được hưởng lợi hết Cho nên Chính vì cái lý do như vậy Họ quyết định giấu nhẹm chuyện này luôn Không kể cho ai Ngay cả khi lúc làm đám ma ông nội Thấy ba của bạn tất ta Tức tuổi lo lắng này kia Đủ kiểu họ cũng dững dưng Không thèm nói một lời Thì các bạn nghĩ đi Nó ác một cách kinh khủng luôn Đó là máu mũ ruột thịt á Vì tiền bạc Vì đất đai Mà đánh nhau Coi như là giết nhau Mà bây giờ Biết chắc chắn là anh của mình chết rồi đó không cứu là không cứu nha Biết ra được cái sự việc như vậy á Gia đình sốc lắm luôn Hai mẹ con khóc rất là nhiều Không nghĩ vì sao người cùng một nhà Mà lại có thể đối xử tệ bạc như vậy Mặc dù lúc còn sống á Chính ba của bạn Cho gia đình công ăn việc làm là nuôi sống Tất cả những anh chị em ở trong nhà Nhưng cuối cùng kết cục vô cùng là bi thảm Và quay trở lại cái năm đó ba mẹ con á thật sự là bị dồn vào đường cùng luôn ba bạn ra đi đột ngột không để lại bất kỳ một cái gì hết chẳng những vậy nợ nần còn quá trời và thậm chí cái căn nhà mà mọi người đang ở bên phú nhuận á lúc đó cũng sắp mất vào tay của ngân hàng do trước thì ba cũng đã cầm cố cái sổ đỏ lấy tiền để mà xoay vốn đó nhưng mà lần thứ hai Phép màu xảy ra lần nữa nha các bạn Giống như là có một cái bàn tay vô hình gian ra và xoay chuyển cái tình thế trong những cái hội bạn thân làm ăn chung với lại ba đó thì có một cái bác tên là bác Hiếu khi mà mọi chuyện nó đang rối ren như vậy họ hàng bên kia thì ai cũng chỉ biết lo phần họ thôi thậm chí họ còn không kể ra câu chuyện bảy cái quan tài thì đừng nói chi mà họ giang vòng tay ra để họ cứu giúp em dâu chị dâu cháu ruột thôi kệ mẹ hết nhưng mà may mắn lắm bác Hiếu này nè Bác ra tay bác giúp đỡ ha Bác đã ứng ra khoảng 50 tỷ Từ tiền vốn của công ty bác Để thu hồi về năm cái cuốn sổ đỏ thế chấp Mà ba bạn đã từng đem đi Để mà mượn tiền làm ăn từ cái bên ngân hàng năm cái cuốn sổ đỏ đó Bao gồm có nhà bên phú nhuận của bạn đang ở nè Nhà của bác Hiếu đó nè Và ba căn nhà của ba người khác Và bác ruột ra hết luôn Bác nói với lại cô đó là bác sẽ giữ cái cuốn sổ và cho cô làm từ từ để mà trả lại cái tiền gốc cho bác Bác không có lấy lời bất kỳ một xu nào Chỉ cần trả cho bác đúng cái tiền mà bác ứng ra trước Để mà chuột lại cái cuốn sổ đỏ là được Còn mọi chuyện còn lại thì không phải lo nghĩ gì hết Và thời hạn thì bác cũng không có ra cái yêu cầu là khi nào luôn Khi nào có trả đủ Thì bác sẽ đưa lại cái cuốn sổ đỏ cho Và khỏi phải nói là đang trong cái tình trạng coi như là màn trời chiếu đất như vậy Gặp được một cái người quý nhân Ba mẹ con cố gắng là làm lụng công việc này công việc kia đến khoảng năm 2015 16 gì đó. Sau một khoảng thời gian cố gắng lao động vất vả thì họ đã chuột được cái cuốn sổ đỏ từ phía của bác Hiếu. Và cô cùng với gia đình bác sau này thì cũng rất là thân ha. Và đến năm 2016 thì mẹ của bạn Xu này có xin nghỉ việc ở ngay chỗ công ty cũ thì được con dâu của bác Hiếu. Lúc đó trong cái khoảng thời gian khó khăn thì cũng giúp đỡ gia đình của bạn Xu rất là nhiều. Cái chị kia thì chỉ có mướn cô đi vào làm việc cho cái công ty may mặc của chị. Và mọi chuyện sau này thì cuộc sống gia đình bắt đầu là ổn định dần dà, dần dà, dần dài dần dà. Và tới cái thời điểm hiện tại thì gần như nó đã quay trở lại cái cuộc sống giống như là ngày xưa. Su so, có chia sẻ thêm thì hiện tại bạn đang làm việc và sinh sống tại Singapore và gia đình của bạn ở Việt Nam cũng được hai cái đứa cháu rất là kháu khỉnh nha các bạn. Và qua những cái câu chuyện này bạn cực kỳ tin vào cái chuyện tâm linh và đặc biệt là chuyện nhân quả. Lý do vì sao mà Nguyễn lại nói như vậy? Và những năm sau khi mà cắt đứt quan hệ bên nhà nội đó thì bạn biết được là các bà cô ông cậu bên đó do là họ làm ác quá trời đi nên cuộc sống không dễ dàng gì đâu. Người á, thì chồng mất sớm Người á, thì bệnh tật đầy mình Mà các bạn biết Ví dụ Cái này nói hơi ác nha Ví dụ người ta hay nói Thà bệnh nặng đúng không Bây giờ biết là không có cứu chữa được nữa rồi Một là chết cái luôn Chó nhẹ Còn đây á, bệnh nặng Xong rồi cứ nằm ngày này qua tháng nọ Nó đau đớn cơ thể Sống cũng không được Mà chết cũng không được Nó đau đớn Nó dày vào suốt cả một cái khoảng thời gian Cho tới cái thời điểm hiện tại Và có những người á Lúc hồi còn sống thì ăn tiền của ăn tiền của của ba bạn xu này quá trời ăn luôn tưởng đâu giàu tới cuối đời nhưng không đâu mới có mấy năm sau à mất hết luôn các bạn bị lừa đảo nè xong rồi đánh bài đánh bạc số đề nè xong rồi đó, làm ăn thua lỗ thất bại có những người bây giờ là phải sống bám vào con cái nhưng mà con cái nó cũng nghèo thôi thì đừng có hỏi luôn và bản thân của á thì bạn cũng không có mong cầu cái điều gì giữ đối với những cái người mà đã đối xử với gia đình bạn như vậy đâu. Nhưng mà bạn tin là trên đời này có luật nhân quả. Ai gieo cái gì á thì sẽ gặt lại đúng cái thứ mà họ đã làm. Còn cái câu chuyện về ba bạn ba bạn mất thì âu bạn nghĩ á, bạn tự nhủ trong lòng á chắc cũng là do mắc nợ kiếp trước nên là kiếp này phải trả lại và dù sao cũng trả xong hết một đời người rồi. Cuối cùng thì ông nội cũng như là ba bạn cũng đã về cùng một nơi. Chứ nếu mà ba bạn trong cái lúc 2019 mà còn sống á Thì chưa chắc là những cái người tàn ác Những cái người anh chị em ruột kia Đã chịu để cho ba của bạn yên Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai Qua tới sự kiện thứ ba Sự kiện này thì Su kể về một cái người bạn rất là thân của mình Tên là Ánh Bạn này là con gái nha Xinh xắn, ưa nhìn và đặc biệt là cái làn da của bạn trắng lắm Nói chung là nhìn bên ngoài cực kỳ bắt mắt nhưng mà cuộc đời thì đúng y hệt như cái câu đó, Hồng nhan bạc phận các bạn Su chơi với Lệ Ánh được hơn 15 năm rồi Và để chứng kiến rất là nhiều những cái cuộc tình Đến với Ánh và đi cũng rất là chóng vánh Và nghe kể lại có lần Ánh khổ tới mức phải cạo đầu rồi xin vào chùa Tu á và sau đó thì cũng có mấy lần nhờ hết sư thầy xong rồi những người thầy Pháp để mà cắt cái duyên âm. Nhưng mà mọi chuyện thì nó cũng không có sáng sủa gì hơn mấy đâu. Cho đến tầm năm 2017 thì anh quyết định rời Sài Gòn để mà ra Đà Nẵng theo lời giới thiệu của một cái người bạn để mà làm việc. Giống như bây giờ ở đây nó nhiều cái câu chuyện đau buồn quá rồi nên là người ta quyết định là người ta sẽ chuyển đi một cái chỗ khác để cho nó giống như là refresh lại cái tinh thần đó, cũng như là cái cuộc sống mà hy vọng là sẽ cuộc đời nó sẽ bước vào một cái trang mà nó đỡ khổ hơn. Và những cái chuyện tâm linh các bạn bắt đầu cũng từ cái chuyến đi này nè. Ánh cùng với bốn bạn nữ nữa ra Đà Nẵng để làm việc và ban đầu thì họ có thuê một cái phòng dài hạn tại một khách sạn ở Đà Nẵng nằm sát cái bờ biển luôn và cũng gần nơi họ làm việc rất là thuận tiện cho cái việc đi lại. Nhưng mà từ lúc năm cô gái này dọn vào ở thì không có đêm nào ngủ ngon hết trơn. Những cái sự kiện thường xuyên xảy ra đó là đang nằm ngủ nghe tiếng bước chân đi qua đi lại nhưng mở mắt ra thì không thấy ai. Có lúc đang ngồi thì thấy một cái bóng lướt qua lướt lại trước mặt những câu chuyện bị giấu đồ nè đang nằm bị kéo chân xảy ra gần như là ngày nào cũng bị và có một lần khi mà ảnh đang nằm ngủ ban đêm á đang nằm rất là bình thường thì đột nhiên bạn mở mắt dậy nha tự nhiên nó mở ngang vậy luôn á các bạn thì bạn nhìn xuống dưới chân thấy có nguyên một cái bóng người nó đang đứng lù lù ở trong góc phòng rồi đột nhiên ập tới đè nặng lên trên người của bạn chưa hết đâu nó còn thò hai cái cánh tay đen đúa móng tay rất là nhọn nha bấu chặt lên trên cổ không có cho bạn la Mặc dù là rất muốn động đậy, rất là muốn kêu cứu, rất là muốn khều cái người nằm kế bên Nhưng không có tài nào mà bạn động đậy được tay chân cũng như là bạn mở miệng bạn nói được hết Và cảm giác khó thở nó cực kỳ là chân thật Và hồi đó giờ đó Chuyện ma bạn có nghe, chuyện gặp quỷ này kia thì bạn cũng nghe người này người kia kể bóng đè cũng có Nhưng chỉ nghe kể thôi Và từ lúc ra Đà Nẵng chính là khi mà bạn tự thân trải nghiệm tất cả những cái câu chuyện tâm linh này. Và không chỉ riêng ánh đâu, bốn người bạn còn lại trong phòng ai cũng thấy và đều từng bị đè. Có một cái bé kia kìa, buổi tối đang nằm ngủ thì tự nhiên giật mình dậy cũng giống như ánh vậy đó, nhìn về phía góc phòng. Thay vì thấy một cái bóng đen đang đứng Thì bây giờ là một cái bóng của một cái cô bé gái đang ngồi Tức là ngồi bó gói Cái đầu thì cúi lên trên cái đầu gói nhưng mà cái âm thanh phát ra từ cái chỗ đó kêu á cúng đi cúng đi đói quá cúng đi cúng cho tôi ăn đi vừa chứng kiến xong thì lập tức cô bé đó giật mình một cái hóa ra nãy giờ nó chỉ là một cái cơn mơ thôi nhưng cô ta biết là được báo mộng rồi cho nên cái buổi trưa ngày hôm sau cái bạn nữ đó bạn mua đồ lễ nạp bánh trái về cúng rất là đàng hoàng nhang khói quỳ lại khấn vái cực kỳ cẩn thận nhưng mà qua ngày hôm sau đó các bạn trái cây mới để chưa được 24 tiếng nữa lập tức mọi người nhìn thấy tất cả những cái trái cây đó hư hết trơn rồi nó mốc đen thui mà dòi bọ mà nó phát được một cái mùi á nó hôi một cách kinh khủng luôn vỡ trong phòng đó bị hù đó hù nhiều tới mức mà năm người không có ai dám ngủ một mình hết không có ai dám ở một mình luôn chứ đừng nói chi là ngủ dù có ai đi làm tan ca về sớm nha hễ bước vào trong phòng mở cửa không thấy ai là tự giác đi thẳng ra bãi biển ngồi hoặc là phải tìm một quán cà phê nào đó ngồi chờ khi nào có bạn mình về thì mới dám vào trở lại phòng và bẵng đi một khoảng thời gian sau khi mà ở trong khách sạn có ma đó thì ánh cùng với một bạn nữ trong nhóm đi ra mướn một phòng khác để ở Và giá thuê một tháng là 5 triệu Rất là đầy đủ tiện nghi Và tưởng đâu là sẽ yên bình Hơn cái chỗ thuê cũ Nhưng không hả à, các bạn Có một hôm Khi mà ánh cùng với những cái người bạn làm chung Cũng toàn gái không mà Rủ nhau qua bên nhà của ánh để mà tổ chức ăn nhậu Thì con gái kiểu đô yếu lắm Uống được đâu có 3-4 lon Thì mọi người cũng bắt đầu là ngà 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 ngã hết trơn rồi và có một toán thì sinh ra về nhưng mà có một cái cô bé kia cái bé này tên là bé linh bé linh mới giật tay của ánh kêu á là ánh ơi ánh ơi không mấy cho ngủ lại đây đi nha bị giờ mệt sỉnh quá rồi chạy xe về không nổi thì tất nhiên là ánh cũng đồng ý thôi cùng với cái người bạn của mình cùng với lại bé linh này nè ba người nằm trên cái giường và đang ngủ rất là ngon tự nhiên á Bé Linh này nó giật mình tỉnh dậy giữa đêm các bạn Nó quay qua nó lay rất là mạnh người của anh Nó giật tay, nó giật một cái một á Mà bật ngược lên trên giường luôn Lúc đó, anh hết hồn mà Tự nhiên đang ngủ cái bị giật ngược ngang cái Thì anh mới mở mắt ra Anh hỏi, lùa, có chuyện gì vậy Tự nhiên có chuyện gì vậy Thì con bé nó mới kêu á, là anh ơi Anh ơi, anh nhìn kìa anh ơi con bé chỉ thẳng tay về phía của cái tủ lạnh nha các bạn cái đôi mắt nó lông lên sòng sọc sòng sọc sòng sọc, sọc và cái miệng thì không ngừng là bài hải bài hải bài hải la quá trời là la luôn nhưng mà lúc hỏi đó, thì không có nói gì hết anh thấy vậy cũng hoảng lắm tưởng là con bé này bị ma nhập hay sao thì mới kêu là ủa mày sao vậy mày sao vậy linh mày sao vậy linh nhưng con bé này không nói bất kỳ một câu nào hết trơn nha các bạn chỉ kêu là ánh ơi ánh ơi ánh ơi kìa kìa ánh ơi kìa 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 và một hồi sau khi con bé này bừng tỉnh rồi nha các bạn giống như là nó định thần lại rồi đó lập tức nó nhảy xuống giường mặc hết đồ đạc tức là mặc áo khoác xong lấy hết đồ đạc luôn cầm cái chìa khóa xe không nói một câu nào hết chạy thẳng ra ngoài cửa và ngay trong đêm lái xe về chỗ mà nó ở và qua sáng ngày hôm sau lúc mà gặp lại nhau á anh bất ngờ lắm kiểu là hoang mang vô cùng không hiểu là có chuyện gì xảy ra thì mới đi lại kiếm bé Linh này hỏi là Linh ơi có chuyện gì vậy Hôm qua tự nhiên cái mày kêu tao mày chỉ vô tủ lạnh Xong mày la hét mày bị mớ hay sao Mày bị mỏng nhu hay là cái gì Thì con bé này nó mới kể lại các bạn nó kêu á Là tối hôm qua Lúc mà con bé đang nằm ngủ Thì nó cứ nghe cái âm thanh rạo 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 Nó giống như á, Là có ai đó đang dùng móng tay Cào lên trên cái bề mặt của kim loại Và mới ban đầu không để ý đâu Một phần là do quá buồn ngủ Một phần là cũng do say nữa Nhưng cái tiếng đó nó cứ lặp đi lặp lại Lặp đi lặp lại Làm cho bé Linh này bực mình lắm Nên mới mở mắt ra coi có cái chuyện gì Nhưng ngay khi con bé mở mắt ra nha các bạn Con bé thấy rõ ràng là có nguyên một cái bóng đen tui Không biết là nam hay nữ Cái bóng đó đang đứng thù lù ngay sát cái tủ lạnh Mà dùng những cái móng tay dài thật là dài Cào lên cái cửa tủ rạo 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 xong cái bóng đen nó đó, đó còn quay đầu lại để mà nhìn thẳng về chỗ ba đứa gái đang nằm nữa cho nên linh sợ lắm vội vàng dùng hết sức bình sinh để mà la lên xong rồi chỉ tay về phía tủ lạnh đó kêu ánh dậy nhưng lúc chỉ hình như là chỉ có một mình linh nhìn thấy thôi còn ánh hoàn toàn không chứng kiến được cái hình ảnh của bóng ma kia và đèn xung quanh tắt tối thui đang đi ngủ mà Không biết phải làm sao hết cho nên dùng hết sức bình sinh Cố gắng là định thần lại Chạy ra ngoài mặc hết đồ đạc cuối cùng Phóng về nhà ngay trong đêm Sợ tới nỗi mà tỉnh rượu luôn á các bạn Nghe xong Anh cũng hơi ớn ớn rồi Thì mới về nhà và đem câu chuyện này kể cho cái người mà thuê cùng với mình á Cái cô bạn này tên là Thấm á Thì Thấm lúc đó cũng gật đầu Lúc đầu thì Thấm cũng không tính nói đâu Bị nghĩ đâu chắc có mình mình gặp thôi Còn anh không nghe nói gì Chắc là cũng không có tới nổi Nhưng mà lúc nghe con bé Linh kể lại câu chuyện như vậy Thì Thấm cũng nói đó Có một lần Thấm ở nhà có mình thôi Đang đi đi lại lại trong nhà thì tự nhiên bị ai đó các bạn Giống như là họ dùng tay á Họ cú vào trong đầu hai cái Trong nhà chỉ có một mình thôi Thì ai làm cái hành động vừa rồi Và thêm một lần khác khi mà Thấm vừa mới ngủ dậy Mắt mũi còn tèm nhem lắm Đi từ phòng ngủ ra ngoài tính vào toilet Để mà đánh răng rửa mặt Và dạng đút đi kiểu Bạn biết là kiểu đang buồn ngủ mà Thì đi cái đầu mình hay cuối cuối cuối, cuối tay rờ cổ Xong rồi xoa đầu bức tóc gì nè Nhìn xuống đất nha Con mắt lúc đó đang cắm nhìn xuống đất Thì thấy á, trước mặt ngay trước cái cửa nhà tắm Có một cái đôi giày tay Mà kiểu của mấy ông già ngày xưa á, Nó nằm ngay ngắn ở ngay chỗ cái tấm thảm chùi chân Và ngay khi thấm ngưỡng mặt lên trước mắt của bạn là một cái bóng đêm mờ mờ không có thấy rõ mặt mũi nhưng bạn biết đó là đàn ông thậm chí là một người đàn ông rất là lớn tuổi rồi và sau một cú hết hồn bạn chớp mắt một cái cái bóng đó tan vào trong không khí như chưa từng xuất hiện và cái đôi giày cũng mất tiêu luôn khi mà nghe ánh kể lại câu chuyện này thì su cũng có hỏi là sao biết vậy rồi không chịu dọn đi ảnh trả lời thời điểm đó không có kiếm được cái phòng nào tốt mà giá rẻ được giống như vậy cho nên đành chịu bấm bụng mà ở thôi và hai người cũng có cúng kiếm mỗi ngày rất là đàng hoàng và vái xin là thôi đừng có phá họ nữa tức là đừng có phá để cho họ yên ổn họ làm ăn nhưng mà đôi khi những cái người âm trong căn nhà này họ giỡn á các bạn thật ra là về cơ bản họ không có ý xấu gì đâu họ cũng chỉ muốn dọa để mà cho vui thôi giống như là thấm bị đang đi thì bị cú đầu hai cái lâu lâu thì thấy cái bóng lướt qua lướt lại và ghê hơn là đang trên cầu thang thì bị gạt chân để mà cho té nhưng tất cả những lần đó thì bị bầm bầm tím tím một hai ngày là hết chứ chưa có bị ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc là tính mạng bao giờ rồi đến đây là kết thúc sự kiện thứ ba qua tới sự kiện thứ tư sự kiện này kể về cô bé tên là Linh Cô bé nhìn thấy cái vong đứng trước tủ lạnh mà lấy móng tay cào vào trong cái cửa đó Bản thân cô bé này là một người rất là yếu bóng vía cho nên là dễ thấy lắm Thì có một lần nọ Ánh với Linh không biết là buồn chuyện gì Buổi tối hai chị em mới rủ nhau ra ngoài bờ biển để mà ngồi nhậu Và nói qua nói lại kiểu nói say mê luôn các bạn Tới tầm khoảng 1 giờ khuya Thì mới bắt đầu đi về Và lúc đó thì do biển Đà Nẵng các bạn biết mà Thành phố du lịch nên là còn đông người lắm Hai người đâu không sợ đâu Không sợ ma, không sợ cỏ, không sợ cướp gì hết trơn Và có lúc đi thì anh chở Nhưng lúc về thì do anh cũng uống hơi nhiều Nên để bé Linh này cầm lái Và có lúc mới lên xe Vẫn còn tiếp tục nói chuyện, cũng tâm sự Cũng chia sẻ, cũng nói này nói kia Nhưng khi đi được một đoạn đó Anh để ý là bé Linh này Nó không trả lời nữa nha Hỏi nó không trả lời mà nó cũng không có nói Nó cũng không có chủ động, nó bắt chuyện hay làm sao hết trơn Thì anh nghĩ Chắc là con bé này nó ngắm bia, nó mệt rồi Với lại phần nữa nó buồn, chắc là nó cũng không muốn tiếp chuyện với mình Và nó đang tập trung để nó lái xe Cho nên thôi bạn cũng mặc kệ Vốn dị ánh cũng đang hơi ngà ngà, sẽ say á Nên thôi cũng không quan tâm luôn Và cứ chạy như vậy Đến một hồi sau, khi mà ánh định thần lại rồi các bạn Bạn mới giật mình Bạn thấy là cái đường này đâu phải là cái đường về nhà mình đâu Mà là cái đường dẫn đi lên trên một cái đèo dốc ở trong email thì Su không có kể rõ chắc là Su cũng không nhớ Nhưng mà qua cái mô tả chi tiết thì Nguyễn đoán chắc là cái đường mà đi lên trên cái chùa Linh Ứng Chỗ mà có tượng Phật mẹ quan âm đó các bạn Cái đoạn đường đèo này buổi tối thì nó vắng hoe luôn không có ai hết trơn Hai bên đó thì toàn là miếu mão đền đài không mà Những cái ngôi miếu hoang mà chắc là có người chết hay làm sao đó Cho nên là ánh nhìn thấy như vậy cực kỳ sợ luôn Và có một cái điểm nữa cái khúc nào á mà cái xe chạy đó là cái đèo nó nó quanh co lắm. Các bạn tưởng tượng nha. Ở ngoài Đà Nẵng nó có một cái khu. Dạng nó giống là đèo núi dẫn lên trên cao á và ngay khúc giữa giữa ngay lưng chừng của cái núi đó thì nó có một cái chùa gọi là chùa Linh Ứng. Ở trong chùa có một bức tượng của Quan Âm Bồ Tát rất là cao luôn và từ ở dưới cái ngay phần ngay chỗ cái chân dốc vậy nè khi mà mình đi lên do là cái đèo uốn lượn qua lại sẽ có những khúc mà mình nhìn thấy được tượng quan âm bồ tát nhưng có những khúc nó sẽ bị che khuất đi và anh kể lại cái lúc nào mà chạy xe nhìn thấy được tượng quan âm bồ tát thì không sao hết nhưng mà cái lúc chạy khuất do mà núi che đó thì đột nhiên một cái cảm giác nó lạnh hết cả sống lưng luôn nó gai ốc lên các bạn nhưng chỉ cần đi ra khúc nào mà nhìn thấy được tượng quan âm bồ tát thì cảm giác đó nó lại hết và khi này nè Ánh bắt đầu hãng hoảng rồi nha Bạn nghĩ trong đầu là tôi chết mẹ rồi Không biết con này có khi nào nó bị nhập hay là bị gì không ta Xong á thì bạn tính chửi, bạn kêu á Là sao tối rồi mày còn chở tao đi đâu vậy Sao mày không chở tao về, mày tính chở tao đi đâu vậy Nhưng mà bé Linh kia nó vẫn im re các bạn Mặt của nó lạnh tanh luôn Và nhất là hai con mắt á Khi ánh nhìn được qua cái gương chiếu hậu Cái đôi mắt nó lạc thần Mà nó mất hồn luôn rồi Và chắc con bé đã bị vong nhập và dẫn dụ lên tới đây Và cuốn cuồng lắm Hai đứa con gái Giữa trời đêm một mấy gần hai giờ sáng Xung quanh không có bất kỳ một người nào Hai bên đường thì toàn là miếu hoang không à Không biết phải xử trí như thế nào Nhưng may mắn lúc đó Khi mà cái xe chạy tới cái vị trí Mà có thể nhìn thấy được tượng của Bồ Tát Quán Âm á Lập tức Ánh ngồi phía sau nha đưa tay tán mạnh vào trong mặt của con bé Linh Thì nó tỉnh lại các bạn Nó ú a à, ú ớ ú a ớ Và nó tấp xe vào trong cái lề Khi này nè xe dừng hẳn rồi Con bé giống như mới hoàn hồn lại vậy đó Nó quay ra làm sao nó hỏi Ủa chị Ánh ơi Ủa sao tự nhiên mình chạy xe lên đây vậy chị Ánh Ủa sao em không nhớ gì hết trơn à chị Ánh Nhìn thấy đôi mắt con bé trở lại như bình thường rồi Nhìn thấy thái độ cũng rất là bình thường rồi Cho nên là ảnh thở vào nhẹ nhõm các bạn Lúc đó đó Anh không nói gì hết trơn Kêu là thôi bây giờ á Mày xuống xe để tao chạy cho Không giải thích gì thêm Kêu Linh ra ngoài ghế sau Anh nhảy lên trên Cầm tay lái Vừa chạy vừa niệm Phật Các bạn vừa chạy cứu niệm Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Và cuối cùng thì cũng về được tới chỗ mà mình thuê rồi Do còn mệt do bia đó Nên là cả hai nằm xuống ngủ Và sáng ngày hôm sau Thì anh mới kể lại cho Linh nghe câu chuyện Con bé bị nhọc Và ngay lập tức không có dám ở lại đây nữa các bạn ánh bay về sài gòn thăm gia đình là một với thứ hai ấy, là nhờ mẹ của mình dẫn đi tới nhà của một cái ông thầy ổng làm phép ổng thổi phép vào trong một cái lá bùa đưa cho ánh đeo lên trên người thì sau bạn mới dám trở ra đà nẵng để mà làm việc tiếp và theo lời kể của ánh thì ở ngoài đà nẵng với huế có rất là nhiều vong ma như những câu chuyện gặp thì cũng nhỏ nhỏ thôi và cái lần cuối cùng Câu chuyện cuối cùng mà Su được nghe ánh kể lại là cái lúc đầu tiên mới ra Đà Nẵng Ở năm người gái các bạn trong khách sạn thì có một cái cô bé kia tên là Thúy Cô bé này có một cái người anh họ sống tại Huế Cũng bị một vong nữ theo ám cho các bạn đòi bắt hồn đi Cái người anh họ này nè đã cố tình tự tử mấy lần rồi Nhưng mà do người nhà phát hiện kịp, cứu chữa kịp thời nên sống sót Tuy nhiên không may mắn là cái lần cuối cùng người này vẫn tiếp tục tự tử và lần này là không có qua được ha các bạn và nghe kể lại là chết do treo cổ ngay tại một cái cây dẫn lên trên đèo ở tại Huế và đến đây là kết thúc hoàn toàn câu chuyện lớn thứ nhất qua tới câu chuyện lớn thứ hai câu chuyện này của một em tên là Khiết Mi hiện tại thì Mi đang sinh sống ở Seattle của Mỹ và đã lập gia đình rồi ha nói sơ so qua về em chút xíu Hồi lúc còn nhỏ vốn dĩ mi là người có cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh Em nhẹ vía lắm, dễ gặp cái này, dễ gặp cái kia, dễ nhìn thấy những cái chuyện này nọ Và có một vụ em rất là nhớ, năm đó cũng còn nhỏ lắm các bạn Học lớp 4, lớp 5 thì tầm khoảng đâu có 90 tuổi thôi Cái đêm đó khi mà ông ngoại của em chở em trên xe mô tô Chạy cái đoạn đường từ Củ Chi về Sài Gòn Trời buổi tối, em còn nhỏ nên là được ngồi ở phía trước á tầm nhìn rất là rõ Không có thể nào mà bị hoa mắt hay là bị gì hết trơn Thì đang lúc dậy Em nhìn bên tay phải em thấy có một cái chiếc xe máy màu trắng chạy trước cái xe của em Nhưng là nằm bên tay phải nè các bạn Thì không hiểu sao á Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em cứ nhìn chăm 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 vào cái chiếc xe máy đó hoài Trong khi xung quanh cũng có nhiều cái xe khác Nhưng mà em không nhìn, chỉ tập trung vào đúng cái xe đó mà thôi Và cứ nhìn như vậy độ tầm khoảng 5-10 phút nữa cái xe trắng kia bắt đầu tăng tốc và vượt ra khỏi cái tầm nhìn của em. Và khi mà ông cháu chạy lên được khoảng tầm một cây số nữa thì thấy là mọi người đang bu xung quanh ở vệ đường. Và lúc mà ngang qua cái chỗ đó, Mi có nhìn vào trong thì thấy đúng là cái xe trắng ban nãy nó đang nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Và cái người mà điều khiển phương tiện thì không biết là còn sống hay là đã chết, chỉ thấy là cái xe nó nằm chơ vơ mà thôi. Tưởng đâu rằng nó chỉ là một cái sự trùng hợp, nhưng không Vừa qua khỏi cái vụ tai nạn đầu tiên Hai ông cháu chạy được một đoạn nữa Tầm khoảng 500 mét Thì lại có một cái chiếc xe máy màu đỏ Cũng xuất hiện từ bên phải Và em cũng bị một cái lực nào đó Thu hút nhìn chầm chầm vào trong cái chiếc xe đó Và y chang như cái lần trước các bạn Chỉ khác một chỗ Là khi ông ngoại đang điều khiển cái xe mô tô cổ Đang chạy rất bình thường tự nhiên Lạc tay lái và tông thẳng Vào cái đuôi xe màu đỏ kia Chiếc xe nó ngã ngang ra đất cái người thanh niên điều khiển xe các bạn té một cái rất là đau nhưng lạ ở chỗ là xe của hai ông cháu không hề bị gì hết và giống như cái lúc mà tông á có một cái lực nào đó nó đỡ hai ông cháu lại ông ngoại của em chỉ chống hai cái chân xuống đất và không hề xi si nhê gì hết trơn nha tuy nhiên cái người lái xe phía trước thì bị thương rất là nặng cái này nó giống như là một cái điềm báo trước vậy đó Đến nỗi hiện tại khi mà em đang ở bên Mỹ Mỗi lần mà chồng chở em đi ô tô Đang chạy trên đường cao tốc Em mà nhìn chầm chầm vào cái xe nào Thì kiểu gì 5-10 phút sau Cái xe đó chắc chắn là bị tai nạn Nhưng mà nhìn không phải là em cố ý nhìn đâu Mà bị một cái lực gì đó thôi thúc Là em phải nhìn Và đó là sơ lược qua về em My. Bây giờ sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên Cái sự kiện đầu tiên em kể Có liên quan tới trời ngãi và để hiểu rõ sự kiện này phải kể về thời xưa lúc mà ba mẹ của em yêu nhau. Và thời điểm đó cô chú các bạn, năm đó thì cô mới có 16 tuổi thôi, chú thì lớn hơn khoảng độ chừng vài tuổi. Yêu nhau thấm thiết lắm nhưng mà cái quá trình này nó rất là khó khăn do là ông bà ngoại của em cấm đoán. Về lý do ông bà ngoại tại sao lại không có tác thành cho cái mối quan hệ này do là gia đình của Emmy bên ngoại thì rất là khá giả ha các bạn. Ông bà là lăn lộn ở trên thương trường rất là nhiều năm, đâm ra là con mắt nhìn người nó tin tưởng lắm. Lần đầu tiên khi mà gặp ba của My á, lúc đó vẫn chỉ là cặp đôi yêu nhau thôi thì ông bà đã phản đối rồi gặp mấy lần xong rồi nhìn điệu bộ nhìn cử chỉ và nhìn những cái ứng xử á thì ông bà mới nói đây không phải là cái người đàn ông tốt đâu nhưng mà mẹ của em Mê này vẫn cô nói chung là yêu quá đi rồi năm đó 16 tuổi còn trẻ lắm các bạn đâu có suy nghĩ được gì nhiều đâu cố chấp là quen cho bằng được và cuối cùng nó dẫn tới cái chuyện á là cô có bầu lúc này là vẫn chưa có cưới ha và khỏi phải nói rồi, một cái người con gái vào cái độ tuổi đó mà có bầu thì nó là một cái bỡ ngỡ hoang mang và rất là nhiều lo lắng luôn. Và ông bà ngoại của em My mới kêu á, là thôi con ơi, bây giờ con về nhà đi, ở cùng với lại ba mẹ, có gì á thì là ba mẹ nuôi. Nhưng mà mặc dù lo lắng hoang mang, mặc dù biết mình có bầu rồi, mặc dù biết mình còn nhỏ tuổi nhưng mà vì tình yêu các bạn. Suy nghĩ trong đầu toàn màu hồng không à Cho nên là không có nghe lời ông bà ngoại đâu Mặc dù ông bà ngoại biết không có ở được với cái thằng đó Chắc chắn nó sẽ làm con khổ Nhưng mà mẹ của Emmy không nghe Cuối cùng Hai người này là dọn về ở cùng với nhau Và lúc đó tất cả những cái gì mà ông bà ngoại nói Xảy ra trơn Trong vòng 2-3 tháng đầu ốm ngén xong rồi đau Xong rồi khó chịu này kia các kiểu á thì cái người đàn ông tưởng đâu là đầu ấp tay gói sẽ san sẻ mọi khó khăn nhưng không Ông ta nhậu nhẹt nè các bạn Mỗi lần mà xỉn say về là đánh đập hành hạ không ra một cái gì hết Tay chân coi như bị đánh mà bầm dập Trong khi đây là cái người thương của mình mà đang mang bầu đứa con của mình Mà ra tay không có thương tiếc luôn các bạn Chưa hết đâu nha Ông ta thậm chí còn công khai ngoại tình với bồ nhí trước mặt mẹ của em My nữa Và với một cái người con gái Bụng thì đang như vậy Xung quanh không có gia đình cái người mình tưởng đâu là sẽ yêu thương mình bây giờ lại hành xử một cách quá là khốn nạn đi cho nên á đau đớn khôn cùng nhưng mà ba mẹ bây giờ thiếu điều là bà ngoại muốn từ mặt mẹ của em mi luôn rồi không có về nhà được nói kiểu gì thì bà ngoại cũng không có ngu giận và cuối cùng thì buộc lòng ông ngoại phải kêu mẹ của em mi là thôi bây giờ con qua nhà ông năm con ở đi ông năm là em ruột của ông ngoại em mi ha và từ lúc qua bên đó, gia đình bên này thì hiền lắm luôn các bạn Các anh chị em ruột của ông ngoại á, có nghĩa là cô cậu gì của mẹ em mi này nè Thay phiên nhau chăm sóc rất là thương luôn Đỡ đần từ lúc mà mới mang bầu khoảng 2-3 tháng cho tới khi mẹ em mi được sinh ra Và trong cái khoảng thời gian đó liên tục là kiểu Nói đỡ cho cho mẹ em mi nói đỡ với lại bà ngoại á. Và mãi cho đến khi mà em 3 tuổi, bà ngoại cũng ngu giận và đón hai mẹ con trở về bên nhà sau một khoảng thời gian bắt đầu là ổn định hồi phục lại tâm lý ổn định là sức khỏe emmy cũng đi học đồ này kia thì cô có quen được với cái người đàn ông tiếp theo và người đó cũng chính là ba của cái người em trai cùng mẹ khác cha của emmy nè và tưởng đâu sau bao nhiêu cái đau khổ sẽ tìm được một cái bến đổ thật sự là hạnh phúc nhưng không các bạn từ những cái lần đầu tiên y hệt như là cái người chồng trước á cái người yêu trước á lúc mà mới dẫn về nhà thì ông bà ngoại đã kêu là cái người này không có được đâu, chắc chắn người này là người xấu. Ông bà ngoại nhìn thấy được ba dưỡng của em My là một người kiểu không có tốt đẹp cái gì hết trơn và thậm chí cả gia đình bên kia cũng như vậy. Nhưng lúc đó đó, không hiểu sao nè, mẹ của em á cứng đầu lắm. Nói kiểu gì cũng không nghe mặc dù là đã va vấp một lần rồi ha, cũng nhìn thấy những cái hành động của người kia xảy ra trước mặt nhưng vẫn không có chịu nghe lời ba mẹ của mình nặng 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 nặc nặng nặc là phải ở bên cái người kia cho bằng được mặc dù là ông bà ngoại chửi quá trời chửi luôn lần đầu có thể là ông ngoại ổng nhịn vì nghĩa là thương con con còn trẻ tuổi còn trẻ người non dạ nhưng tới cái lần này là không thể nào mà kiềm chế được nói quá trời nói luôn và cuối cùng á, phải ra cái thiết quân luật là nhốt mẹ của em mi ở trong nhà bà tưởng đâu như vậy là xong nhưng cô cứng đầu lắm các bạn rất là nhiều lần cô cố gắng là tự tử, tử Nhưng mà được gia đình phát hiện kịp Nhưng mà không có chừa đâu nha Hết lần này xong lại lần khác Hết lần kia xong lại lần nọ Và thấy là tình thế không có thay đổi được rồi Cho nên là ông bà ngoại bắt buộc là chấp nhận cho cô cưới cái người đàn ông xong Và quả nhiên từ lúc cưới nhau các bạn Tiền bạc nè, nữ trang nè, giống như là của hồi môn mẹ cho con gái vậy đó Vòng vàng, bông tai, các thứ nhẫn, xoàn, các kiểu nha xe cộ nữa Ông bà ngoại đưa cho bao nhiêu là đưa hết cho ông ba dưỡng Ngay cả cái giấy tờ nhà đất đó các bạn Cũng lén định đi cầm để mà đem tiền cho cái người chồng sau Nhưng mà may mắn cái là ông bà ngoại phát hiện kịp nha Cản lại chứ không là mất tiêu, mất nhà, mất cửa, mất đất hết trơn rồi Chưa hết đâu Khi mà em trai của My được ra đời vào đúng ngày thôi nôi của thằng nhỏ Ông ba dưỡng này lấy cái xe ô tô, lấy cái xe hơi mà gia đình vợ mua cho nha chở cô Bồ Nhí đi chơi ngay trước mặt của mẹ em My. Ông bà ngoại của em My cũng chứng kiến cảnh tượng đó luôn các bạn quay qua nói mẹ em My quá trời. Và theo như lời cô kể lại cho mi nghe đó. Mặc dù lúc đó cô chứng kiến cô biết sự tình là như thế nào. Cô muốn chạy lại cô lấy lại hết tiền bạc xong mà lấy lại hết xe. Thậm chí là còn đánh cho hai cái người kia một trận nhưng mà vì một cái thế lực nào đó ngăn cản cô muốn làm nhưng mà không có làm được các bạn nó ngộ mà nó bức bối trong người mà nó khó tả lắm kìa và kể từ sau cái ngày hôm đó hằng đêm là những cái trận đòn thừa sống thiếu chết và đặc biệt cô kể lại những cái đêm mà trăng rằm á cô nhìn thấy trên người của người chồng mình á tự nhiên nó xuất hiện hai cái con rồng hai cái hình xăm con rồng hai bên cánh tay và đôi mắt của người đó nó đỏ rực lên không phải là con người mà là một cái ác quỷ là một cái con ma con quỷ gì đó các bạn và khi mà nhận ra tình hình nó quá căng thẳng để như vậy là con gái của mình sẽ chết cho nên là ông bà ngoại nằng nặc đi qua bên nhà chồng á bằng được là phải lôi mẹ của em đi về và rất là may mắn nha Mẹ với lại cái đứa em trai theo về bên nhà của ông bà ngoại Nhưng những cái ngày ở trong đó bắt đầu nó xảy ra những cái câu chuyện còn ghê hơn nữa Và buổi tối mẹ của em My tạm gọi tên cô An đi Cô An này giống như là một người điên vậy các bạn Liên tục nói những cái điều nó rất là khó hiểu làm những cái hành động rất là kỳ quặc Và trong suốt một tháng trời đó đó Ăn thì ăn không được Mắt thì lúc nào cũng vô hồn Bụng thì càng ngày càng trương to ra và có một cái điều đặc biệt là đêm Gia đình thì khóa chặt hết tất cả mọi cửa nẻo rồi Tức là khóa trái ở bên trong luôn nha các bạn Chìa khóa thì giấu hết với lý do đó Có mấy lần để chìa khóa ở ngay trên cái kệ Thì cô này cô lấy cô mở cửa cô bước đi ra ngoài Cô có đi lang thang giữa đường vậy đó Cho nên sau này á ông bà ngoại sợ quá khóa chặt giấu luôn chìa khóa Nhưng mà tưởng đâu là con gái của mình sẽ ở yên trong nhà Nhưng bằng một cách nào đó rất là kỳ lạ các bạn Cô vẫn thoát ra được khỏi nhà trong khi chìa khóa vẫn còn nằm ở trong túi con bà ngoại. Mà mỗi lần đi ra, cô có đi lang thang suốt vậy đó. Bà ngoại có lần thì tìm cô thấy ở ngay chỗ giữa đường, có khi thấy ở giữa ngã tư, có khi thì thấy ở trong ngay chỗ mấy cái ống cống. Nói chung không khác gì là một cái người tâm thần ở trên, cho nên nghĩ đâu chắc con gái của mình đó, ở bên kia bị đánh đập dữ quá đi, cho nên bây giờ nó ảnh hưởng tới cái câu chuyện đầu óc. Và cuối cùng, ông bà có đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị nhưng mà buổi tối á, vẫn như lúc ở nhà cô vẫn bằng một cách kỳ lạ nào đó thoát ra được khỏi cái bệnh viện tâm thần mà các bạn biết hiểu bệnh viện bình thường thì người ta có thể là còn lỏng lẻo được nhưng đây là bệnh viện tâm thần bảo vệ y tá xung quanh canh rất là kỹ mà cô vẫn thoát để mà đi lang thang giữa đường khi này biết rồi Chắc chắn câu chuyện có liên quan tới tâm linh chứ không phải là bệnh tật thông thường nữa Cho nên là ông bà ngoại cùng với tất cả bà con dòng họ là túa nhau ra đi kiếm thầy các bạn Kiếm đôn, kiếm đáo tầm đâu khoảng 10 ngày á Thì được người ta chỉ cho một ông thầy rất là giỏi ở bên quận 5 Hồi trước đó khoảng thì cũng đi tới mấy nơi rồi nhưng mà cũng không coi được nha Nhưng mà tới nhà của cái ông thầy bên quận 5 đó đó Vừa ngồi xuống luôn, ông nhìn mặt một cái Ông bấm độn kiểu gì á các bạn thì ông nói như vậy nè con gái của cô bị người ta bỏ bùa mã lai rồi nói thẳng ra là bùa mã lai luôn nha cái bọn này nè nó ác lắm không phải một cái người mà nhờ người ta yểm đâu mà cả một gia đình nhờ một ông thầy để mà yểm bùa mã lai lên người cái cô gái này nè lý do đó là cô không chịu chu cấp tiền cho bên gia đình của họ nên là họ muốn cô sống không có bằng chết Bây giờ câu chuyện này chỉ còn mong là ơn trên coi là cái phước phần của gia đình tới đâu Tại vì tôi không có đủ tài phép để mà tôi gỡ cái bùa này dùm được Khi mà nghe tới đây nè Ông bà ngoại của em My coi như là tá hỏa tâm tin mà kiểu thản thốt luôn đó Tại vì ông thầy này ông nói quá đúng đi Rõ ràng đúng là cái gia đình bên kia toàn là cần tiền không mà Bây giờ ông bà đã bắt con gái về rồi Không có ai chu cấp tiền bạc nữa Nên là họ muốn hại mà ngặt cái ông thầy ông nói đúng Nhưng mà ông lại kêu là ông không có tài phép Để ông gỡ cái bùa này ra được Chỉ còn cầu mong là cái người gieo bùa này Sẽ tự động hủy Tự động gỡ ra Nhưng chuyện đó chắc chắn là không có rồi Buồn lắm, tuyệt vọng Nhưng mà còn nước còn tác Đưa con gái về nhà sau đó là ông bà Chạy đôn chạy đáo từ Nam ra Bắc Vô tới miền Trung treo đèo lội suối Làm sao để tìm ra được một cái người thầy nào đó chấp nhận là gỡ cái lá bùa ra cho mẹ của em My. Nhưng mà tới đâu khoảng độ tầm một chục ông á Tất cả mọi người đều nói đúng y chang như vậy nha các bạn Cũng là bùa mã lai, cũng bị ếm Nhưng mà cũng là họ không gỡ được Trong lúc này ở nhà Mẹ của em My, cô An cô đau lắm Cô bị hành hạ khắp người giống như là bị ngãi vô nốt quật đó các bạn đau tay đau chân xong rồi bụng cứ trương lên giống như ngày xưa mà ở miền tây mình là ta hay ếm cái bùa những cái người mà 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 đi bán vải các bạn bùa chàm á bùa trăm á ếm cái bụng nó trương to lên sau cùng là nó sẽ phát nổ thì đây bị đúng mây trang luôn cái bụng càng ngày nó càng sình to mà không có rõ nguyên do nha nhiều khi gia đình cũng cố thử tìm cái cách là đi vô bệnh viện để mà coi thử coi là có thể nhiều khi giống như là dạng tự huyễn hoặc mình đó các bạn nhưng bác sĩ người ta không có tìm ra được bệnh chịu đựng cái nỗi đau như vậy nhưng mà có một cái điểm như thế này nè cái lúc mà còn bình thường á mẹ của em mi cô an là một cái người không có tin vào thần phật thậm chí nha là cái tượng của thần tài ông đĩa cô còn đem ra ngoài đường nó cô quăng luôn thậm chí là giống như là cô kiểu cô bán bộ mà cô không tin tới mức như vậy luôn đó thì trong cái lúc mà đau đớn á người ta kêu là dù bị bệnh á thì là đông tây y kết hợp với cả cúng bây giờ đông không được y không được bây giờ cúng cũng không được luôn rồi cho nên là cô mới quyết định là cô ngồi cuộc khấn cô khấn cô kêu á là ơn trên ơi hồi trước giờ là con không bao giờ mà con tin vào cái chuyện gọi là thần phật ma quỷ hay là cái gì hết nhưng bây giờ con bị rồi bây giờ con xin ông trời á nếu mà thật sự hiển linh thì hãy cho con thấy hai lần đi cho con thấy cái sự hiển linh hai lần đi và nếu như vậy thì từ đây trở về sau con nguyện á là sẽ thành tâm khấn vái con nguyện là sẽ thay đổi con nguyện á là sẽ làm phước để mà cứu đời vừa mới khấn xong thôi nha các bạn hai ba ngày sau đột nhiên đầu óc cô an á nó tỉnh tỉnh hơn được chút xíu tất nhiên là không có tỉnh giống như là bình thường đâu mà nó tỉnh hơn so với cái lúc mà bị bùa hành nhiều nhất thôi cho tới cái buổi đêm Giống như bao lần khác mặc dù gia đình khóa cửa rất kỹ rồi Nhưng cô vẫn bằng một cách kỳ lạ nào đó cô thoát ra được bên ngoài để mà đi lang thang Thì mấy lần trước gia đình cũng biết cũng canh coi là cô đi đâu Và những cái lần đó đi cùng một cái tuyến đường rất là giống nhau Nhưng đêm này nè Gia đình đi theo canh nha Tới cái điểm cuối cùng là ngay chỗ ngã tư hàng xanh ở bên Bình Thạnh đó các bạn Thông thường khi đi tới đó cô sẽ đứng chờ đèn đỏ Xong tiếp tục đi thẳng Nhưng ngay cái đêm này Cô tới nơi Đèn đỏ thì vẫn đang hiện Cái nhảy số còn rất là nhiều luôn Phải chờ rất là lâu Cô không đứng chờ đèn đỏ như mỗi lần nữa các bạn Mà cô quẹo phải Đi qua một cái hướng khác Thì cái người đi theo canh thấy như vậy thì lạ lắm Lập tức là đuổi theo Vì nghĩ đâu nó sẽ có một cái biến chuyển gì mới Trong cái việc mà chữa bệnh cho cô Trong cái việc mà tìm thầy đó Vừa mới đi qua được tầm khoảng Hai ba chục mét thôi các bạn Thì ngay sau lưng Vang lên một cái tiếng rầm rất là lớn và khi mà hai người này quay đầu nhìn lại đó Thì đằng sau có một cái vụ tai nạn thảm khốc Mà chắc chắn là các bạn sẽ biết cái vụ này Một cái chiếc xe container nha Nó bị mất lái các bạn Nó ủi vào cái len dành cho xe máy Đang đứng đợi đèn đỏ Khiến không biết là bao nhiêu người chết luôn Và vụ này ngày xưa lên báo Nguyễn không nhớ chính xác là bao lâu Chắc là cũng phải tầm độ đâu 8-10 năm rồi đó Rất là lâu 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 vì trước rồi mà chắc chắn là những cái bạn nào trạc tuổi của Nguyễn hoặc là thậm chí là thấp nhỏ hơn khoảng 4 năm tuổi chắc chắn các bạn phải biết cái vụ này. Và cô An chính là người đã may mắn thoát chết. Tại vì nếu cô vẫn đứng chờ đèn đỏ trong cái đêm đó giống như những cái lần trước chắc chắn là không chỉ cô đâu mà cái người trong gia đình đi theo canh cô cũng chết theo luôn rồi. Cực kỳ là may mắn và đây là cái lần đầu tiên trong hai lần khấn nguyện của cô ha và sang tới cái lần thứ hai cũng là vào một cái đêm khi mà cô đang đi lang thang ngoài đường thì lần này cô lại rẽ qua một cái tuyến đường khác cô đi lạc vào trong cái ngôi chùa mà theo trí nhớ của emmy hình như tên là chùa pháp quang ở trên đường phan xích long cái người ở trong gia đình khi này vẫn theo sát phía sau để mà canh tuy nhiên không có tác động để coi cô an này cổ làm cái gì thì thấy là cổ đi vào bên trong cái chùa pháp quang đó ngồi xuống trước tượng phật quán thế âm bồ tát chắp hai tay ngẩng mặt lên rất là thành tâm và bắt đầu là cổ khóc cổ khóc cổ khứng, cổ cầu cổ xin là quán thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn giúp con là vượt qua được cái đại nạn này và cứ ngồi như vậy khoảng tầm một hai tiếng sau thì cô lại trở về nhà và qua sáng ngày hôm sau đúng như là cái lời phật pháp nó cực kỳ linh thiêng luôn cô được một cái người bạn của mình tự nhiên đi qua nhà vậy đó Mấy kêu cô là người ta biết có một cái hội Phật Pháp này cũng hay lắm Chắc có thể là sẽ chữa được cho cái bệnh của cô Thì lúc mà đi vào trong cái hội Phật Pháp Ban đầu cái ngày đầu tiên cũng sinh hoạt bình thường thôi Nhưng cuối ngày có một cái người ở trong hội đó biết được cái tình hình của cô như thế nào Thì mấy chia sẻ là cái người đó quen một cái vị sư thầy Ở một ngôi chùa bên Thái Lan Kêu mẹ với lại bà ngoại của em My Thôi bây giờ qua bên kia thử đi Biết đâu vị sư thầy đó giải được cái lá bùa thì sao còn nước còn tái các bạn Lập tức là bút vé máy bay đi qua bên Thái Và dưới cái sự hướng dẫn của cái người Ở trong cái hội Phật Pháp đó Tìm được tới cái ngôi chùa Và qua cái lời thông dịch Vị sư thầy có nói với lại gia đình Bà ngoại với lại mẹ của em My này nè Là vị sư thầy này sẽ giải được Cái lá bùa Mã Lai đang ếm lên trên người của cô An Và khỏi phải nói rồi Nghe xong câu đó bực khóc ngay tại chỗ tại vì các bạn biết những cái người mà bị ếm bùa như vậy á cái bụng người ta trương lên ngàn cân mà treo lên trên có một cái sợi tóc thôi tưởng đâu là sắp chết tới nơi rồi bây giờ tìm được một cái vị ngay cái phút 89 luôn mừng ơi là mừng cảm ơn rối rít và vị sư thầy có nói là không sao yên tâm chắc chắn là thầy sẽ giải được và kể từ cái lần đó bà ngoại với lại mẹ gia đình à, cứ đi đi về về giữa việt nam với lại thái lan và mất đâu tầm khoảng hai ba tháng thì mới giải được hoàn toàn cái bùa mã lai đó ra khỏi người của cô an và giống dạng như cô với lại sư thầy có duyên hay sao đó cái lúc mà giải xong rồi thì sư thầy có xăm năm cái dòng phép mình không nhớ là bốn hay là năm hình như là năm thì vải và cái phép này của thái lan nổi tiếng lắm chắc là các bạn cũng biết và angelina jolie cũng có xăm ở trên vai thì lúc đó sư thầy cũng xăm năm cái dòng phép đó lên trên vai của cô an và sư thầy có kêu á đây là cái bùa nó bảo vệ cơ thể nó bảo vệ bình an cực kỳ là mạnh mẽ và chắc chắn cam đoan luôn không có bất kỳ một cái hắc thuật một cái hắc ngãi nào có thể xâm phạm vào được tuy nhiên mình phải giữ một vài những cái giới ví dụ nè là mình không có được ăn thịt trâu không có được ăn bò sát, không có được chửi thề và không có được tà dâm. Giải thích đoạn này cho một số bạn nào chưa biết và xin lỗi những bạn nào biết rồi ha. Tại vì mình thấy có nhiều người họ vẫn nghĩ tà dâm là cái chuyện quan hệ tình dục phải kiên sát dục giống như là những cái sư cô, sư thầy ở trong mà khi mà họ tu á. Không phải đâu. Ví dụ như là hai vợ chồng quan hệ với nhau thì nó vẫn gọi là tránh dâm nha các bạn phải tà dâm. Còn tà dâm khi nào mà mình quan hệ với là hai vợ chồng mà có một người quan hệ với lại người bên ngoài á thì nó mới gọi là tà dâm thôi ha và quay trở lại, khi mà được xăm năm cái dòng phép đó, sư thầy dặn là phải giữ những cái giới này, nếu như không giữ thì sẽ bị bùa giống như là kiểu dạng thần linh quở phạt mà mỗi lần bị quở như vậy sẽ rất là cực khổ không có kém gì cái chuyện mà mình bị bùa ngải đồ quật này nọ kia đâu. Và sau đó, xong xuôi hết trơn rồi, gia đình cảm ơn sư thầy rối rít luôn cảm tạ quỳ lại rất là biết ơn vô cùng và lúc trở về Việt Nam á thì khi này cái bụng của cô đã xẹp gần như hoàn toàn rồi và mất thêm độ khoảng tầm 2-3 tháng sau thì cơ thể của cô An trở lại khỏe mạnh như là một cái người bình thường và bây giờ có bùa hộ thể nữa. Sự việc chưa kết thúc tại đây, câu chuyện vẫn còn một đoạn cuối cùng liên quan tới nhân quả các bạn. Sau này thì em My em biết, á, chính mắt em chứng kiến cũng như là em được nghe người ta kể lại là cái ông Ba dưỡng á. Mặc dù bòn rút của tiền của gia đình của cô An này nè nhưng mà ông hiểu sao ông bị thiếu nợ thiếu nợ rất là nhiều và giang hồ đòi tới tận người nhà ở dưới cần thơ luôn kiếm ổng cho bằng được và bản thân ổng cũng bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và có một lần nọ khi mà ổng tới nhà ổng xin vào nhà để mà gặp cái người con trai của ổng và thắp cho ông ngoại của em một cái nén nhang em không có kể rõ vì sao lại xin vào trong nhà để thắp cho ông ngoại một nén nhang có thể là mình đoán chắc là kiếm cớ đi vào để gặp con trai hoặc là sau đó thôi nhưng mà tuy nhiên nha vì những cái câu chuyện xảy ra trong quá khứ Hành hạ mẹ của em bị đưa vào bệnh viện tâm thần nè Xong rồi sống dở chết dở quằn quại đau đớn Nên em tuyệt đối là em cấm cửa ổng luôn Em không cho ổng đi vào không cho ổng gặp mặt ai hết Và kết cục của ổng đến bây giờ thì em mi không có kể như nào hết Nhưng riêng mẹ của em sau cái lần đó từ một cái người mà kiểu bàn thờ ông địa ông thần tài Kiểu còn dục đi ra ngoài đường như vậy nhưng mà sau cái lần đó cô trở thành một cái người Phật tử rất là tin tưởng vào Phật pháp nè, nương tựa vào Phật pháp. Cô thỉnh tượng của quán tham Bồ Tát về thờ ở trong nhà và thường xuyên tụng kinh, niệm Phật, làm phước bố thí hành thiện tích đức giống như cái lời hứa của cô ngày xưa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin cảm ơn Su cũng như là Khiết My đã gửi về cho Nguyễn những cái sự kiện, những cái câu chuyện rất là hay như vậy. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và xin chia sẻ chút xíu là mình vừa mới trở về Sài Gòn vào sáng ngày 20. mươi à, khi mà các bạn xem clip này là buổi trưa ngày 21 rồi ha. Lần trước trong cái tập 197 á thì Nguyễn có nói là mình mới về Đà Lạt vào uh, ngày 14, sau đó là bị sốc nhiệt, bị bệnh mất khoảng 2 ngày thì tới ngày 16 mới bắt đầu làm clip được. Thì đúng cái đêm ngày 16 luôn các bạn lại nhận cái lịch đi công tác gấp ở dưới Hà Tiên. Đi đêm Hà Tiên. Đêm 16 đi sáng sớm 4 mấy ngày 17 đã tới mục tiêu rồi. Và ở đó cho đến đêm của ngày 19. 11 giờ mình mới bắt đầu lên xe để mà trở về Sài Gòn Và do là công việc ở dưới mình hay thức khuya nữa cho nên nó bị đảo giờ giấc Với lại cái xe chạy mình nằm ngay bến xe mà đường đi xuống Hà Tiên nó hơi xấu hay sao á Mình nằm trong xe thấy nó có dằn 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 liên tục ngủ đâu có được đâu Cho nên là sáng ngày hôm qua Vừa về tới nơi kiểu nằm ở đó giật già giật dừa giật già giật giờ, đến 8 giờ sáng mới bắt đầu là ngủ được ngủ một mạch cho đến tầm chiều luôn điện thoại công việc gọi nhở quá trời mà không nghe được đến 6 giờ chiều bắt đầu dậy giải, giải quyết việc xong đến tầm khoảng 9 giờ là 9 giờ đêm á là mình bắt đầu đi thu à, thời điểm mà Nguyễn đang nói chuyện với mọi người Thời điểm hiện tại là 5 giờ 30 phút sáng Do là lúc 9 giờ thu thì có một cái rip gửi qua gấp là phải làm ngày trong đêm sau đó mới thu tiếp được Cho nên đến giờ này mới xong Giờ này chắc là mọi người cũng đang chuẩn bị dậy và Khi mà xong clip này rồi thì Nguyễn sẽ bắt đầu edit và up lên trên Youtube Và hy vọng là buổi trưa nay sẽ lên kịp để mà có cho mọi người ha và rất là thông cảm xin lỗi xin mọi người là thông rất là xin lỗi mọi người và mong là mọi người sẽ thông cảm tại vì tháng này là mình đi công tác rất nhiều hôm nay 21 đúng không 22 23 là mình phải lên Đà Lạt công tác tiếp 3 ngày cho đến ngày 20 uh, 26 chiều ngày 26 thì mình có lịch bay về và chia sẻ thêm sẵn đang nói rồi thì chia sẻ thêm luôn là tháng sau mình phải đi ra Đà Nẵng uh, Đà Nẵng Huế Hội An uh, đi từ ngày 14 tây tháng 10 sáng sớm chuyến 5 giờ sáng ngày năm buổi sáng ngày 14 tây tháng 10 à oh, xin lỗi ngày 14 tây tháng 7 đi cho tới 19 mới về lận và tháng tháng, tháng 8 thì hiện tại chưa có lịch công tác nha nhưng mà tháng 9 ngày 9 tây tháng 9 nếu như không có gì thay đổi thì mình sẽ đi ra Hà Nội và lịch nó được xếp sẵn rất là lâu rồi và cái tháng này là tháng đỉnh điểm mà đi nhiều nhất luôn. Và hy vọng là mọi người sẽ thông cảm cho mình về cái lịch ra chuyện nó Ra video nó bị rất là thưa như vậy không bù cho cái lúc mình ở Đà Lạt ha Video 3 ngày một cái, 3 ngày một cái Có đều cả hai kênh luôn Và tâm sự tuổi hồng nãy giờ đủ rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và nếu như mọi người thấy video này hay Như thường lệ đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh Cũng như là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới phần comment Để ưu tiên cái thuật toán của YouTube mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog 2512 a com à, Nếu mọi người không gửi qua email thì có thể gửi qua page cho Nguyễn cũng được, hoặc là gửi qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment và hy vọng là sẽ nhận được nhiều, nhiều 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 email kể những cái câu chuyện tâm linh của tất cả mọi người và rồi ở trong phần mô tả cũng như bên dưới phần comment cũng có đường link của kênh hồ sơ S đường link rút cả nhà hoa số 13 và đường link tiktok cũng như đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Cảm ơn mọi người một lần nữa, cảm ơn Su, cảm ơn Khiết Mi Hẹn gặp lại mọi người trong video sau